Wow, nhìn nó vàng đẹp ghê ta. Đấy, mặt như vàng vậy là giòn rụm luôn. Mình mới nhổ được ít củ mì, bây giờ mình sẽ đi làm bánh nha mọi người. Mà củ mì làm bánh gì được em? Củ mì này bây giờ mình sẽ đi làm bánh rế nha mọi người. Quay lại tuổi thơ nha. Bánh rế ngon lắm á. Lâu lắm rồi chưa được ăn mà, bây giờ có củ mì là y vài. Đầu tiên mình lột vỏ ra nha mọi người. Coi vô tay nha. Vô tay thì ăn cho hết. Hồi nhỏ cái tay làm mấy món này bén lắm á chứ, sao nay đơ 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 á. Chứ lâu nay là mình có củ mì để làm mà rồi có. Này hết bén rồi. Anh lột sạch đây để em rửa cho. Ok. Lột phê đó à. Lột vậy là dở rồi. Nghe tiếng lột đã à. Giờ tới lượt chị Si ra tay thể hiện nha mọi người. Bây giờ mình sẽ rửa nha. Ủa, mấy cái mì đảo á. Đây cái rổ nó trồng lên trên nó khỏi vô. Giờ mình sẽ đi lót giấy chuẩn bị chỗ để bào củ mì nha mọi người. Rửa xong rồi, bây giờ mình đi bào nha. Đi vô bào thôi. Đi luyện cơ tay cho bào gì. Đây. Công nhận anh lót chỗ ngồi y vài thiệt rồi chứ. Đẻ không? Quá đẻ, em đít. Giờ bào biết khi nào mà hết nóng này em. Giờ không hết thì chịu không hết. Khi nào hết thì nó hết chưa. Mỏi tay chưa? Bào xong đây cũng đố luôn ạ. Tậu dữ ta. Nè thôi, chích miếng cà phê cho có sức để bào này. Ừ. Thấy không? Quên. Có sức bào hay là tí nữa xin cái bánh. Bào đây mỏi thiệt ạ. À. Mỏi không? Bào hết đây, mỏi hết tay rồi. Nhìn đá ha. Ừ. Rồi xíu mình rắc đường lên để trộn ha. Bỏ đường em trộn xong chiên thôi. Đơn giản. Khi nào mỏi tay nó nói mình cao cho nha. Ok. Mình cao. Tới lực mình ra tay nha mọi người. Mới kéo có mấy đường mà thở ra hơi rồi. Bào của mày làm như đi cốt đất hết rồi. Phải mạnh tay nha, sợi nó mới đều. Ghê đó. Đấy là lý thuyết thôi, còn thực hành thì chưa biết. Sau 7-7-4-9 giờ, tụi mình đã bào xong hết đống củ mì rồi nha mọi người. Bào xong cái này là tay muốn rớt luôn á. Bây giờ mình sẽ lết đi chiên, mọi người cùng theo dõi nha. Mình đổ đường cho mình trộn lên, xong rồi mình chiên được nha, cho nó ngọt. Ngọt mới ngon hả? Đúng rồi. Một mâm này ăn chắc no anh hơn. Chiên này chiên hết mâm luôn nha. Chiên hết chứ. Nhìn củ mì này y như là phô mai sợi á. Đẹp hả? Ừ. Xong rồi, bây giờ lên lửa thôi ơi. Ok fan. Có liền. Lửa xong rồi nè em, lên chảo thôi. Chị Si đã chuẩn bị áo giáp để sẵn sàng vô bếp rồi nha mọi người. Nóng lắm, ngồi bếp lửa rất là nóng. Rồi bây giờ mình thảy vô nha. Có áo giáp chống nắng, sẵn chống lửa luôn. Ngồi chiên cả ngày cũng được luôn á chứ. Hai trong một luôn đúng không? Ừ. Xíu nữa cho mình mượn bộ đồ đó mình chiên thử á. Wow, nhìn nó vàng đẹp ghê ta. Đấy,
mặt như vàng vậy là giòn rụm luôn. Rồi, chiếc bánh đầu tiên của tụi mình đã xong nha mọi người. Nhìn giống mì tôm quá. Giống mì tôm. Đẹp ghê không? Cho em nó lên mâm. Đó. Tiếp theo cái thứ hai. Quá đã. Phê, nhìn phê khiếp. Ồ. Đến được cái thứ ba. Đây là chiếc bánh cuối cùng của tụi mình nha mọi người. Là chiếc bánh to nhất và cũng là đen nhất. Làm ăn thế này là không được rồi. Anh cứ đừng nhìn mặt này mà đánh giá mặt kia nha anh. Nhìn nè. Ồ. Mặt này là mặt bù lại mà nói làm gì. Nhìn một mặt, đánh giá một mặt không được. Thôi, lên thước. Cho mặt đẹp lên nha. Đây là thành quả của mình nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử nha. Đấy, bị ra. Rồi bị bự bự chút nha. Giòn rụm. Mời mọi người ăn nha. Nghe giòn đã vậy. Ngon lắm. Tới lượt mình nha. Đó. Mời mọi người nha. Giòn ngon quá. Phê đúng không anh? Quá phê. Không uổng công sức bào đúng không? Cái này mình tiên vừa hơn, ở trong nó dẻo hơn. Còn cái này thì nó hơi cháy, hai màu khác nhau à. Một củ mì đơn giản mà ra món ăn rất là ngon. Làm rất là kỳ công. Nhưng mà làm lâu mà ra ăn ngon như vậy là bằng đáng. Cái này còn nhất. Còn nhất mà đen nhất buồn ghê. Mấy bạn ăn ngon. Ngoài giòn. Anh thử cái trái coi. Thơm hơn, giòn hơn đúng không? Vị trái á. Thơm hơn, giòn hơn. Nhưng mà anh thích cái này hơn. Bởi vì bên trong á, ở giữa của nó là dịu dẻo mềm mềm ngon lắm. Ở ngoài giòn, ở giữa là dẻo. Ăn rợn ngán hơn. Rất nhiều quá. Giòn cũng tay quá. Ngon không? Quýu rồi. Đầu ngày mười, đầu tay rung quá. Quýu. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của tụi mình nha. Vậy hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.